Xin chào cả nhà, em lại tiếp tục bóc hộp phục vụ các bác một chiếc robot chuyên lau Brava 381 mới tinh nguyên hộp các bác nhé, mới tinh nguyên hộp luôn, chuyên lau đây. Các bác nhìn hình thù bên ngoài này, con này là một con chuyên lau rất là sạch sẽ. Nhà bác nào có con hút rồi, các bác sắm thêm con lau. Đặc biệt là cái con lau này, cái giá thành của nó cũng khá là hợp lý, vừa túi tiền nhiều bác. Đấy, chiếc này em bán là 3,2 triệu. 3,2 triệu thôi các bác nhé. Các bác có một con robot chuyên lau của Mỹ, thương hiệu iRobot rồi, hàng mới tinh nguyên hộp, chưa bóc siêu, chưa bóc ni lông, chưa làm gì cả, tất cả mọi thứ còn nguyên bản hết. Đấy, pin viết đầy đủ, chuyên lau rồi các bác này. Đấy, nguyên hộp nhé, chưa bóc ni lông luôn, miếng lau này hút. Dòng máy này thì riêng nói về cái hãng này thì nó quá đỉnh cao. Bên em nhập lần này toàn hàng đẹp đây, chưa rút siêu được con này, chưa rút siêu luôn nhé. Bánh xe này. Đấy, yeah. Vừa có con hút rồi, bây giờ các bác sắm thêm con lau mới tinh luôn, đập hộp rất dễ. Đấy, tính năng lau này, nước này, tính năng quét này, bật nguồn. Đấy, 3 triệu thì 3,2 triệu thì thật sự ra thì quá là hợp lý các bạn, quá hợp lý các bạn nhé, giá thành rẻ, bác vừa phù hợp với kinh tế của nhiều bác. Nhiều bác thì rất là muốn có một con lau nhưng mà kinh tế mình vừa phải thì mình sắm những cái con này rất đẹp. Các bạn nào có nhu cầu lấy thì các bác alo cho em nhé. Một con chuyên lau mới con, giá chỉ có 3,2 triệu thôi, hàng đập hộp. Chào các bác.